Chàng trai chỉ đến tiệm ảnh lấy ảnh. Lại va vào ai đó. Xin lỗi cô gái, tại tôi đi vội quá, là lỗi của tôi. Khi mở cửa cũng không nhìn ra ngoài trước. Đã, nhưng cú va này lại khiến Nhiễm Thu Diệp thêm phần em thẹn. Lúc này lại ra Nhiễm Thu Diệp đang đợi cột ngốc trước cổng thư viện chứ nhỉ. Nhưng Trần Vũ cũng không để ý. Cầm ảnh xong liền dẫn Trần Mộng đi tới thư viện. Trần Vũ nghĩ mình ôn tập thêm chút nữa là có thể trở thành một chuyên gia. Trần Mộng thì vui vẻ nhìn tấm ảnh. Đây là lần đầu tiên cô ấy chụp ảnh. Lúc này, xã chủ vẫn đang vui vẻ đi đến thư viện. Dù sao thì hai chân cũng không thể nhanh bằng hai bánh xe. Trần Vũ đã cầm một cuốn sách về cơ khí bằng tiếng Nga và đọc rất chăm chú. Cảnh này đã làm cho Nhiễm Thu Diệp, người cũng đang ở trong thư viện, phải kinh ngạc. Nhưng cuốn sách chuyên ngành bằng ngoại ngữ này chẳng mấy ai có thể hiểu được. Cậu, học tiếng Nga à? Coi như đã học, có thể hiểu một chút. Đồng chí, anh ư, là giáo viên à? Ồ, không. Tôi chỉ là thợ học việc của xưởng cán thép Hùng Tinh. Sự chân thành và cầu tiến của Trần Vũ khiến Nhiễm Thu Diệp càng đánh giá cao anh hơn. Thế là hai người bắt đầu trò chuyện, càng nói càng hợp nhau. Chớp mắt đã trôi qua nửa tiếng. Vì Trần Vũ đã hứa dẫn Trần Mộng đi ăn món ngon. Vừa hay Nhiễm Thu Diệp cũng ra ngoài đợi xá trụ. Thế là hai người cùng đến cổng lớn. Tình cờ đúng lúc này xá trụ vừa đến và nhìn thấy cảnh đó. Xá trụ vừa thấy là Trần Vũ, liền vội vàng trốn đi. Thằng nhóc này sao lại ở đây nữa chứ? Tôi phải đề phòng anh ta một chút, nếu để anh ta biết tôi đến đây xem mắt. Rồi cướp mắt của tôi thì không được đâu. Nhưng phải nói thật, cô gái đi cùng Trần Vũ thật không tệ. Không kém gì chị Tần, đồng chí. Nói chuyện lâu như vậy mà quên chưa hỏi tên của anh. Tôi tên là Trần Vũ, xin chào. Tôi tên là Nhiễm Thu Diệp. Hy vọng sau này còn có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Nói chuyện với anh thực sự đã mở mang kiến thức của tôi rất nhiều. Sự thật là xa trụ không nghe rõ những điều khác. Nhưng mấy chữ Nhiễm Thu Diệp thì lại nghe rõ mồn một. Dạo này anh ta cứ nhắc đến ba chữ đó suốt cả ngày. Nhìn hai người cười nói vui vẻ với nhau, lòng anh ta chợt lạnh đi. Hóa ra hai người này đã có gì với nhau từ lâu rồi. Tam đại gia là ai chứ? Cũng giới thiệu cho tôi thế này sao? Còn Trần Vũ? Sao đâu cũng có anh vậy? Tôi và anh chưa xong đâu. Anh cứ chờ đó cho tôi. Xá trụ tức giận quay người định về tứ hợp viện tìm Nghiêm Bộ Quý đánh nhau. Ừ. Tuyệt quá. Âu dương của tôi đã được kích hoạt vĩnh viễn rồi. Anh Trần, cái này là gì vậy? Trông thật ấn tượng. Chính là trò chơi tu tiên cổ đại ở góc dưới bên trái. Hiện tại đăng nhập vào là được tặng 648 phiếu giảm giá. Nạp 648 chỉ tốn 6,48 và có hiệu lực mãi mãi. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ là có thể nhận được 10.000 lượt quay miễn phí. Hoạt động nhận vật phẩm giới hạn 100% có hiệu lực mãi mãi. Còn có 100.000 tiên ngọc và bạn đồng hành ư. Đăng nhập ngay bây giờ còn nhận được trang phục giới hạn. Bảo vệ tuyệt bản. Thú cưới ở giới hạn. A Tiểu Long nữ bạn đồng hành tuyệt bản, hoạt động có hiệu lực vĩnh viễn, nhanh chóng nhấp vào liên kết ở góc dưới bên trái video để trải nghiệm nhé. Sau khi Trần Vũ rời đi, cổng thư viện chỉ còn lại mỗi Như Thu Dương, đang đứng chờ ngốc nghếch. Trở về viện tứ hợp, ngốc trụ tìm thấy Nghiên Bộ Quý và nổi giận mắng là kẻ vô liêm sỉ, mắng là lão lừa đảo. Nghiên Bộ Quý bị sốc, nhưng cụ thể thế nào? Phải đợi đến khi đi làm hỏi Như Thu Dương lại nói tiếp. Xá trụ cũng chửi hết tổ tiên 18 đời của Trần Vũ. Tối về nhà, đại hồi đã báo cáo lại chuyện xảy ra trong sân cho Trần Vũ. Chuyện của xá trụ ta tính sau. Bên bà Mai Lý có tin báo. Cô gái này, anh trai cô ta là phó đội trưởng đội bảo vệ. Nếu cậu thành đôi với người ta, sau này có thể kết thân mà. Xá trụ có vẻ hơi động lòng. Nhìn người không chỉ nhìn mỗi vẻ bề ngoài. Nói cô gái hơi mập một chút. Đặt cuộc hẹn rồi để bà mối Lý dẫn đến xem. Tần Hoài như đứng ngoài nghe lén, tức giận không chịu được. Nhưng nếu xá trụ kết hôn, dù sao chồng của cô vẫn còn sống, tuy cô ấy giận, nhưng cũng không đến nỗi như trong phim truyền hình cố tình làm rối việc mai mối của ngốc trụ. Nhưng thù hận của Trần Vũ đối với vợ lạ, ngốc trụ nhất định phải trả. Sáng hôm sau, vào buổi trưa, ngốc trụ đã chuẩn bị bữa cơm. Má Hóa, 让我来.
Lần này Ngốc Trụ không biết phải làm sao. Kết quả là Trần Vũ chỉ muốn bánh bao. Trần Vũ, Miêu cố ý xóa tôi đó ba, bạn bài chấm một hàng đội, chỉ vì là đá hai cái bánh mà? Bạn có bệnh ba? Tôi xin hai bánh thế nào? Bạn sao quản chấm một rộng à? Trần Vũ, bạn tìm trà sự ba? Cái mà, bạn hay xin đánh tôi? Có bản sự, bạn cứ ra ngoài, chúng ta bì hoa, không ra ngoài, bạn chính là. Không ra ngoài thì cậu là cháu trai của tôi. Trần Vũ, kẻ ngốc trụ thật sự muốn nhận anh làm ông nội, cậu có dám nhận đứa cháu lớn như thế không? Xu Đại Mạo, bạn có xí phụ mà? Mấy sự chỉ sầm mà hổng, nì ăn đến sầm mà xinh, đạo đức sụt trị thay chả lạ. Sả trụ, nì găng đăng sáng đa chủ, kể bế nào sự. Kẻ ngốc trụ đã hạ được cơn giận nhờ lời của Dịch Trung Hải. Quan trọng thời khắc, hãy để khăn của, trâm đô rừng khăn đồ, bà trơ sự để bình lạ. Xuất hiện nhiều hơn nữa nhé. May mà kẻ ngốc trụ không bốc đồng như Gia Đông Húc, vẫn còn nghe lời khuyên, ngay từ đầu không nên đặt kỳ vọng vào Gia Đông Húc. Biết sớm thì đã đào tạo kẻ ngốc trụ để dưỡng lão rồi. Chỉ là bây giờ cậu đã hy sinh quá nhiều cho nhà họ Giả, không thể quay đầu lại được nữa. Trưởng phòng ăn thấy vậy đi ra kiểm tra tình hình. Xá trụ, lo nấu cơm của cậu đi, can thiệp linh tinh ở chỗ lấy cơm làm gì? Cháu ơi, cho ông hai cái bánh bao. Xá trụ không tiện nổi giận trước mặt trưởng phòng. Dịch Trung Hải khi biết về đối tượng xem mắt của xá trụ, cũng rất vui khi biết là em gái của phó đội trưởng đội bảo vệ. Có được mối quan hệ này, sau này mình cũng dễ nói chuyện hơn. Thế là bà lão điếc hẹn bà mối lý. Cuối tuần dẫn cô gái đến tứ hợp viện và dặn xá trụ chuẩn bị một bữa ăn ngon đặc biệt. Cuối tuần, bà mối lý mang theo Xuân Hoa đúng hẹn đến tứ hợp viện số 95, Nam Lạc Cổ Hạng. Lý, có nhanh lên chút đi. Để người ta phải đợi lâu như vậy không tốt đâu. Tôi cõng cô nhé. Người ta thường nói miệng lưỡi của mối mai thì lừa gạt. Hôm nay, xa trụ đã thực sự chứng kiến cái gọi là mô tả không giống thực tế. Khi Xuân Hoa được đưa ra trước mặt xa trụ đã bị đông cứng lại hoàn toàn. Ôi mẹ ơi, đây còn là người nữa không? Lý mối mai chỉ nói là hơi béo một chút. Nhưng đây không phải là béo đâu. Đây hoàn toàn giống như lợn rừng biến hình vậy. Mọi người nhìn đi, có phải là vì bị dọa nên xá trụ không dám nói gì không? Theo tôi thì, xá trụ vui quá nên không biết nói gì thôi. Xá trụ, còn đứng ngẩn ra làm gì? Nhanh chóng mời người ta vào trong đi. Dịch Trung Hải nghĩ rằng cô gái tuy có xấu một chút, nhưng anh trai cô ấy là phó đội trưởng đội an ninh mà, vẫn phải cư xử lịch sự. Xuân Hoa thì lại khá hài lòng với ngốc trụ. Cô đã xem mắt hàng chục người rồi. Hy vọng lần này có thể gà được củ khoai nóng bỏng tay này đi. Nhanh, nhanh vào nhà đi. Sau khi Xuân Hoa vào nhà, nhìn thấy bàn đầy món ngon. Thèm ăn quá. Ăn là sở thích lớn nhất của Xuân Hoa. Cô nương, mau ngồi. Không ngờ vừa khi Xuân Hoa ngồi xuống, một tiếng rắc, ghế bị cô ấy đè nát ra từng mảnh. Trời đất, đây là cái ghế mới mua của tôi. Ghế nhà anh cũng yếu quá nhỉ. Thật ngại quá, không bị ngã chứ. Không sao, không đau. Vậy thì chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé. Tôi kể cho cô biết, xá trụ chính là đầu bếp của căn tin. Kỹ năng nấu nướng thì tuyệt vời. Xuân Hoa vừa ăn ngấu nghiến vừa hỏi xá trụ. Xá trụ, sao anh không nói gì? Cũng không biết cảm giác của anh về em thế nào. Thằng xá trụ này chỉ là kém ăn nói. Nó chỉ quá xúc động, không biết phải nói gì. Xá trụ không phải kém ăn nói. Nó thật sự không biết phải nói gì cho tốt. Trần Vũ ở ngoài sân quyết định giúp xá trụ. Vì vậy, anh ta lấy ra biểu tượng điều khiển ngôn ngữ. Ăn cơm thì ăn cơm, sao cứ hỏi lắm thế? Nhìn vẻ mặt của tôi đây, cô không biết tôi cảm thấy thế nào sao? Cô cũng không soi gương mà nhìn lại bản thân mình. Ở đây mà còn bày đặt thẹn thùng với tôi. Xá trụ ngớ người ra. Dù chính cậu cũng nghĩ như vậy, nhưng sao lại nói ra được chứ? Xuân Hoa tức giận. Xá trụ, anh nói gì? Xuân Hoa, đừng hiểu lầm. Ngốc trụ không phải ý như vậy. Ý của cậu ấy là bảo cô đừng ngại. Ăn cái đùi gà này đi. Hóa ra là ý này à? Không ngờ được, xá trụ còn biết quan tâm người khác. Đúng rồi, không cần khách sáo, chúng ta ăn cơm thôi. Bà lão điếc cũng cầm một cái đùi gà lên và cắn vào. Ngay lập tức, giằn gãy mất hai cái, cảm giác như cắn vào tấm sắt. Đây cũng là hiệu quả của phù chú làm cứng thức ăn của Trần Vũ. Xuân Hoa cũng bị đùi gà cứng làm máu chảy ra từ khóe miệng.
Con muốn ăn món cứng do tôi làm không? Lần này tôi hỏi cô nó cứng không? Ngốc chưa? Đáng đời, sao lại mặt dày đến nhà tôi ăn cơm vậy? Ăn còn nhiều hơn cả heo nữa, chắc không phải là heo rừng hóa thành người rồi chứ? Loại người như cô khiến tôi chỉ có một cảm giác xấu hổ. Xá Chu ngạc nhiên. Vội vàng dùng tay che miệng lại. Xuân Hoa, đừng hiểu lầm, Xá Chu không có ý đó đâu. Đứa trẻ này nói năng vụng về, những lời cậu ấy nói không phải như cô nghĩ đâu. Vậy chú nói xem, anh ấy có ý gì? Ý của Xá Chu là, với bộ dạng quái gở này của cô, thì đừng ra ngoài xem mắt nữa, thà tự treo cổ còn hơn, kiếp sau đầu thai nhớ cẩn thận hơn. Cô không chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm, nhìn cô là tôi buồn nôn. Lúc này, ngoài nhà, gã ngốc đang nghe lén. Không nhịn được giơ ngón cái lên, không ngờ nha, đại gia nói chuyện thẳng thắn thật đấy. Quả nhiên là đàn ông thật sự, chỉ là đàn ông. Không phải, Xuân Hoa, không phải ý này, cô nghe tôi biện hộ. Xuân Hoa chưa đợi lời của Dịch Trung Hải nói xong, đã trực tiếp dùng một chiêu điện pháo đẩy Dịch Trung Hải ngã ra đất. Miệng phun bọt mép, đánh hay lắm, đánh tuyệt vời, đánh quá xuất sắc. Quả nhiên là lợn rừng đen đã thành tinh, bàn này bị lật hết rồi. Còn ăn cái gì, ăn cỏ đi. Cô nhìn tôi làm gì? Lại đây, đánh tôi đi. Xuân Hoa cũng chiều Xá Chu. Lại một cú đấm điện khiến Xá Chu ngã nhào xuống đất. Lưu Hải Trung và Nghiêm Bộ Quý nghe tiếng tới nhưng không dám vào nhà. Thật sự sợ nếu vào sẽ bị thương lây. Xá Chu, cái thằng khốn nạn. Anh chờ đấy. Tôi sẽ nói với anh trai tôi. Anh bắt nạt tôi. Nói xong, Xuân Hoa đá cửa ra và lao ra ngoài. Trần Vũ đã dùng một lá bùa giả mang thai giống như của Tần Hoài như đối phó với Xuân Hoa. Nhanh lên, mọi người đã đi hết rồi, các cậu còn sợ gì nữa, còn không mau vào trong cứu người đi. Đều là hàng xóm trong khu nhà lớn, các người thật là vô tâm quá đi. Làm đảo lộn tam quan, chàng trai chỉ mới đi xem mắt một lần và ăn một bữa cơm. Cô gái lại nói mình đã mang thai con của cậu ta. Còn dẫn theo anh trai là phó đội trưởng đội an ninh, đến nhà để đòi một lời giải thích. Người đâu, bắt thằng nhóc này lại cho tôi. Buông tôi ra. Các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Tôi đang mang thai, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Thật là quá đáng. Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Tôi còn chưa đụng vào cô, vậy thì tôi không quan tâm. Ai bảo anh nấu ăn ngon quá? Tôi ăn cơm anh nấu xong đã có thai, vậy thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Quá vô lý rồi. Mọi chuyện phải bắt đầu từ lần trước, khi Xuân Hoa và Ngốc Trụ đi xem mắt không thành công. Ngốc Trụ và Dịch Trung Hải bị đánh một trận, bà lão điếc cũng mất hai cái răng. Xuân Hoa thì tuyên bố rằng chuyện này chưa xong, sẽ đi tìm anh trai để nhờ can thiệp. Nghiêm Bầu Quý vì chuyện của Nhiễm Thu Diệp càng tức giận tìm đến Ngốc Trụ. Xá Trụ, cậu đúng là... Tôi đã hỏi cô giáo Nhiễm rồi, trước đây cô ấy hoàn toàn không quen biết Trần Vũ, chỉ là tình cờ gặp ở thư viện thôi, chứ đừng nói là hẹn hò. Còn nữa, cô giáo Nhiễm đã đợi cậu hơn 2 tiếng đồng hồ. Cậu còn dám trách móc tôi à? Từ giờ trở đi tôi không quản việc của cậu nữa. Cậu muốn làm gì thì làm. Sao lại tiếc nuối mãi thế? Cứ như là tự mình hiểu lầm Nhiễm Thu Diệp vậy. Cũng không đến mức sau đó lại gây ra chuyện với Xuân Hoa. Không được. Nhiễm Thu Diệp mới là người tôi thích. Tôi phải đi giải thích rõ ràng với họ. Đồng chí Hà Xá Trụ, tôi thấy chúng ta không hợp nhau. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Không phải, cô Nhiễm, nghe tôi giải thích. Tôi nghĩ rằng thằng Trần Vũ đang ở cùng cô, nên mới có sự hiểu lầm này. Đồng chí Hà Xá Trụ, anh không cần phải nói thêm nữa. Dù tôi không quen thân với Trần Vũ, anh cũng không nên nói xấu đồng chí Trần Vũ nhiều như vậy. Nói xấu người khác sau lưng như thế, anh không thấy phẩm chất của mình cũng có vấn đề à? Tôi thật sự cảm thấy chúng ta không hợp. Mong anh đừng làm phiền tôi nữa. Nhiễm Thu Diệp không để ý đến Ngốc Trụ nữa, đẩy xe đạp rời đi. Trần Vũ, cậu không phải là người. Cậu không đi thư viện sớm, không đi thư viện muộn. Tôi thấy cậu chính là âm thầm đến phá rối tôi và Nhiễm Thu Diệp. Cậu cứ chờ đấy. Có tôi, Ngốc Trụ đây, em muốn sống tốt là được thôi. Ngốc Trụ vừa về lại tứ hợp viện, liền gặp Xuân Hoa dai dẳng tìm đến. Thế là có cảnh mở đầu này. Xuân Hoa, nghe thử xem em nói có giống lời người không? Tôi nấu ăn ngon, ngon đến mức làm em mang thai à? Đây chẳng phải là ức hiếp người thật thà sao? Xá Trụ. Theo tôi thì anh nên chấp nhận đi. Tôi biết cậu thiếu phụ nữ. Nếu không thì cũng không lằng nhằng với vợ của Giả Đông Húc. Biết đâu cậu thật sự đã làm gì mờ ám với cô ấy. Lão bà điếc định sau này dựa vào Xá Trụ dưỡng lão, không thể để Xá Trụ bị bắt đi đâu. Các người thật sự coi trời bằng vung, chỉ dựa vào lý do này mà bắt đi Xá Trụ, không thấy buồn cười sao? Xá Trụ đã ác ý nhục mạ em gái tôi, tấn công cá nhân, gây áp lực tinh thần nghiêm trọng cho em gái tôi. Lý do này đủ chưa? Xuân Hoa, ai là Dịch Trung Hải?
Anh trai, đây chính là Dịch Trung Hải. Ông ấy cũng mắng em rồi. Các đồng chí đội an ninh, không phải như vậy đâu. Đây chỉ là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm gì chứ? Quay về đội ngay. Tôi cho các anh thời gian giải thích, nhưng vẫn phải dẫn đi. Mấy người còn nói lý lẽ hay không? Nhà các người còn để Xuân Hoa đánh chúng tôi, còn phá hỏng nhà của cậu ngốc chúng tôi nữa. Đó là do các người tấn công trước. Đáng đời, tôi nói cho bà biết. Chúng tôi hiện tại là đội trật tự công cộng thi hành luật pháp. Nếu bà nói thêm một lời nữa, thì sẽ bị xem là cản trở công vụ. Đưa bà đi cùng luôn. Bà lạo điếc hoành hành ngang ngược trong tứ hợp viện. Nhưng đội an ninh không nuông chiều bà ấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Trung Hải và Sa Trụ bị đội an ninh bắt đi. Sau khi xem đủ chuyện vui, Trần Vũ về nhà. Đại Hôi lại mang đến một tin vui. Đại Hôi phát hiện vàng và một số trang sức mà bà lão điếc giấu. Tuyệt vời! Đây là lá bùa bảo mệnh cuối cùng của bà lão điếc. Đại Hôi, đừng khách sáo, chuyển hết cho tôi đi. Sáng hôm sau, tất cả báu vật của bà lão điếc đã có mặt trong phòng của Trần Vũ. Tốt lắm! Đây là phần thưởng cho bạn. Đây là viên thuốc cường hóa. Ăn vào, sau này cậu sẽ trở thành bá chủ của loài chuột. Sau khi thu nhận bảo vật của bà già điếc vào Sơn Hà Linh Cảnh, tôi đã nhận được hai thứ vô cùng quý khi đăng ký hệ thống. Một bản hợp đồng người nhận trợ cấp 5 điều kiện và một bản báo cáo tình báo tuyệt mật và nội dung thỏa thuận của người hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Lại là việc làm giả danh tính của bà lão điếc. Để bà lão điếc có được tư cách người hưởng chế độ bảo trợ xã hội, có một từ giả ở phía trước, chắc chắn là chỉ việc thỏa thuận này là giả mạo. Nhưng những việc không thể công khai như vậy thường là thỏa thuận miệng, không để lại bằng chứng văn bản. Nhưng không quan trọng, có cái này thì bà lão điếc không thể biện minh được. Hơn nữa, người phụ trách là trưởng phòng Lưu trước đó. Người đó đã sớm qua đời rồi. Cái này gọi là không có chứng cớ để đối chứng. Trần Vũ cũng không dây dưa, trực tiếp cầm theo bản hợp đồng bảo trợ xã hội 5 người đến khu phố. Nhỏ Trần, cái này của cậu từ đâu ra vậy? Giám đốc Vương, chuyện Dịch Trung Hải và bà lão Câm cầm cố căn nhà cho tôi. Chắc hẳn chị cũng đã nghe qua rồi chứ. Lúc tôi dọn dẹp nhà bà lão Câm thì phát hiện ra. Người họ Lưu này, tôi không biết là ai. Người họ Lưu này chính là giám đốc tiền nhiệm của văn phòng khu phố. Ông ấy đã qua đời rồi. Nếu bà lão điếc thật sự giả mạo thân phận liệt sĩ, đây chính là tội lớn đấy. Trong hoàn cảnh căng thẳng như thế này, bà ta lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hưởng thụ quần áo, ăn ở, chăm sóc y tế và tang lễ miễn phí do nhân dân cung cấp. Chuyện này, thà tin là có, còn hơn không tin là không. Với việc này mà bị người khác phát hiện ra, ngài sẽ trở nên bị động đấy. Một lời thức tỉnh người trong mộng, nếu chuyện này bị lộ ra, bản thân lại không biết, nhẹ thì bị miễn chức vì sơ sót, nặng hơn có thể sẽ cùng nhau chịu tội. Chủ nhiệm Vương, chuyện này đã qua lâu rồi. Bà lão điếc vẫn bình tĩnh như thường, chứng tỏ trên phố này vẫn có người tiếp tay cho bà ta. Tôi có một cách khiến nội gián tự lộ diện. Chúng ta sẽ bắn một mũi tên trúng hai đích.